Đọc truyện Dịu dàng tận xương Các bạn đang nghe trên kênh nhà đọc truyện Các bạn nhớ bấm nút like và nút đăng ký theo dõi kênh để được cập nhật những video đọc truyện mới nhất nhé Chúc các bạn một ngày tốt lành Chương 1 Khương cách chảnh trệ quá nhỉ Cả buổi trưa cô ta kêu tạm dừng đến 3-4 lần, làm như đoàn làm phim là nhà cô ta vậy. Nhìn mặt cô ta tái mét như thế, còn chạy vào nhà vệ sinh suốt, chắc là vừa mới đi phá thai rồi. Trời đất, thật không. Con ai thế? Của chủ tập đoàn bất động sản hay là của thái tử truyền thông nhĩ gia, bên ngoài nhà vệ sinh. Tiếng xì xào bàn tán của hai cô gái xa dần. Khương Cách vặn vòi nước, dòng nước lạnh lẽo chạm vào đầu ngón tay cô, bụng dưới lại quặn đau. Trước đây Khương Cách chưa từng bị đau bụng khi đến kỳ như thế. Nhưng mấy năm trước, sau một cảnh quay rơi xuống nước giữa mùa đông giá rét, việc này bắt đầu phát sinh. Mỗi lần đến kỳ, bụng dưới của cô như một bao cát bị người ta đấm đá. Cơn đau âm ỉ khiến cô phải xin tạm dừng ba lần liên tiếp cả buổi trưa nay. Việc làm chậm tiến độ quay của đoàn làm phim rất dễ khiến mọi người trong đoàn khó chịu. Cô là tiểu hoa lưu lượng đang nổi, tính tình khó chịu, còn có tiếng là kiêu căng tự đại mọi người trong đoàn phim tuy bực tức nhưng không dám nói gì song khả năng diễn xuất của cô không tệ mỗi lần diễn chỉ cần quay một lần là đạt kỳ thật cũng không tính là làm ảnh hưởng đến tiến độ quay phim tiểu hoa lưu lượng cụm từ để chỉ những diễn viên nữ trẻ tuổi có nhiều fan hâm mộ bụng cô như hầm băng cân lạnh lan truyền khắp cơ thể đầu ngón tay cô đã tê rần đóng vòi nước lại khương cách lấy khăn lau khô ngón tay ngước mắt lên nhìn khuôn mặt không cảm xúc của mình trong gương. Hiện tại cô đang đóng một bộ phim truyền hình mang tên Túc. Trong phim, cô vào vai một nữ đặc công máu lạnh. Đối với Khương Cách mà nói, bộ phim này khá dễ đóng, vì tính cách của nữ đặc công này được xây dựng khá giống với cô. Ngoài đời thật, cô cũng là một mỹ nhân lạnh lùng, tính tình lãnh đạm, trong đôi mắt hoa đào xinh đẹp luôn ẩn chứa sự lạnh lùng xa cách. Khương Cách vô cùng xinh đẹp, khuôn mặt trái xoan, đôi mày như trăng non. Cặp mắt hoa đào, môi cong như vần trăng khuyết. Đôi mắt cô rất đẹp, dáng mắt như cánh hoa đào, đuôi mắt hơi xếp, con ngươi nâu sẫm long lanh nước, khiến cô trông vừa lạnh lùng vừa quyến rũ. Hàng lông mày cong cong, dọc xuống là sóng mũi thẳng tắp, phát họa lên hình dáng ngũ quan đầy đặn mà xinh đẹp. Đôi môi mềm thoa son đỏ rực, làn da trắng ngần, khí chất trưởng thành không thể nào phủ nhận được nét đẹp của cô, cho dù trong giới giải trí mỹ nữ như mây, cô cũng chưa bao giờ thất bại trong những cuộc bình chọn trên diễn đàn. Chỉ là hiện tại vì bị đau bụng kinh nên khuôn mặt cô hơi tái nhợt, làm bật lên mái tóc dài đen nhánh. Vứt khăn giấy đi, Khương Cách đẩy cửa bước ra khỏi nhà vệ sinh. Nam Thành tháng 1 đã vào mùa đông, Khương Cách chỉ mặc bộ vét màu đen. Dáng người cô vốn đã mảnh mai, Bộ đồ vét đen càng làm bật lên thân hình gầy gò nhưng đầy khí phách của cô. Thấy Khương Cách bước ra, tiểu bàn dè dặt nhìn sắc mặt của cô. Cô ấy cũng nghe thấy hai người lúc nãy bị đặt chuyện Khương Cách sinh non, một trong hai là nữ phụ giảng nghiên Tiểu bàn đã đi theo Khương Cách nhiều năm, cô ấy hiểu rõ tính khí của Khương Cách. Tính cô rất nóng nảy, nhất là trong vòng một năm nay. Nhưng tính cách của cô cũng rất dễ đoán, chỉ cần người khác không động vào cô, cô cũng sẽ không đụng chạm gì đến người khác. Nhưng một khi người khác đã ăn nói hàm hồ, cô nhất định sẽ không để yên. Thế nên, những người thân quen với cô không gọi cô là chị, mà lại gọi cô là gia. Khương gia. Tiểu bàn cầm áo khoác. Nhỏ giọng gọi. Ừ. Mùa đông ở Nam Thành không quá lạnh, nhưng Khương cách lại rất sợ lạnh. Cô trầm giọng đáp một tiếng, sau đó mặc áo khoác vào rồi nói, đi thôi giọng khương cách rất êm tai không dịu dàng trong trẻo như những cô gái khác mà hơi khàn khàn giọng điệu lạnh lùng mà biến nhát lại mang theo một nét quyến rũ riêng biệt nhà vệ sinh nằm ở một góc hẻo lánh có phần vắng vẻ nhưng sau khi tiến vào khu vực quay phim các đoàn phim đã khiến mùa đông quạng cua ẻ trở nên náo nhiệt hẳn lên phim trường rất lớn mỗi ngày có vô số đoàn phim làm việc tại đây ai ai cũng vô cùng bận rộn đạo diễn và diễn viên phối hợp với nhau liên tục hoàn thành những bộ phim mới. Trong phòng trang điểm, nhóm chuyên viên đang tất bật tô son điểm phấn cho diễn viên chuẩn bị cho cảnh quay tiếp theo. Trong phòng có bốn bàn trang điểm, ngoài nam nữ chính có chỗ ngồi cố định, những diễn viên phụ có nhiều cảnh quay đều dùng hai vị trí còn lại. Lúc Khương Cách bước vào, Giảng Nghiên và nữ phụ thứ ba đang thảo luận về chiếc túi mới trong bộ sưu tập mùa xuân của Chế Nồ bỗng một cơn gió lạnh lướt qua trước mặt cô ta, còn chưa kịp định hình, Khương Cách đã vung tay lên tác cô ta. Cô dùng hết sức lực vào các tác này, tiếng chắc chói tai vang lên, giảng nghiên lau lớp phấn trang điểm trên mặt, năm dấu ngón tay thon dài hiện lên rõ ràng, đỏ đến mức nhìn mà giật mình. Trong nháy mắt, giảng nghiên bị đánh đến choáng váng, cô ta kinh ngạc trừng mắt nhìn Khương Cách, đến lúc hoàng hồn, cô ta điên cuồng nhào về phía Khương Cách, mẹ nó, Khương Cách, cô bị điên à cô dám đánh tôi giảng nghiên vừa nhào tới cả phòng trang điểm lập tức rối tung lên khương cách bắt lấy cổ tay cô ta dững dưng khống chế giảng nghiên đang tức lồng lộn cô cất giọng lạnh lùng đánh cô thì sao đầu ngón tay khương cách lạnh buốt mặc dù gầy nhưng cô rất khỏe sức mạnh đến từ trong xương cốt trong lúc nói cô vung tay hất giảng nghiên ra giảng nghiên bị đẩy thẳng vào đống mỹ phẩm trên bàn trang điểm phòng trang điểm trở nên hỗn loạn trên mặt giảng nghiêng lấm lem phấn son, cô ta quát, mấy người chết hết rồi hả? Giữ cô ta lại cho tôi. Không ai trong phòng dám động đậy, ngành giải trí vô cùng thực dụng, sẽ không ai dám đắc tội với một minh tinh tuyến một đang hot chỉ vì một minh tinh tuyến hai. Chẳng mấy chốc, đạo diễn được gọi tới. Khương cách có quyền có thế. Đương nhiên đạo diễn sẽ đứng về phía cô. Trong lúc đạo diễn và những người khác an ủi giảng nghiêng đang khóc sức mướt, Khương Cách lạnh mặt rời khỏi phòng trang điểm lộn xộn, trở về phòng nghỉ của cô. Cô đè nén cơn đau, bởi vì vừa rồi ra tay quá mạnh, cô lại bắt đầu cảm thấy đau. Trợ lý sinh hoạt tiểu bàn đã pha trà gừng đường đỏ cho Khương Cách, trợ lý công việc Lý Nam thì đang nhận điện thoại của người đại diện. Giảng Nghiên và Khương Cách đều là nghệ sĩ thuộc tập đoàn truyền thông Nhĩ Gia, Giảng Nghiên đã báo chuyện lúc nãy cho công ty, yêu cầu một lời giải thích, hiện tại Thái Kỷ đang mắng Lý Nam. Khương Cách đang nhắm mắt nghỉ ngơi thì bị quấy rầy, cô nhíu mày, vương tay nói với Lý Nam, đưa cho tôi. Lý Nam vội vàng đưa điện thoại tới, trong điện thoại là tiếng mắng của Thái Kỷ, cô ấy càng lúc càng không coi ai ra gì. Lần này đạo diễn chọn cô ấy làm nữ chính. Giảng nghiên đóng vai phụ, vốn dĩ cô ta đã khó chịu. Giảng nghiên nói gì thì mặc kệ cô ta, tại sao lại đánh cô ta ngay giữa đoàn làm phim. Mẹ nó, lát nữa chuyện này sẽ chém chệ trên hot search cho xem, công ty lại phải đi chùi đít, tôi thật sự muốn, giọng Khương cách lạnh như băng, tác em một cái. Thái Kỷ lập tức tịt ngòi, sau khi lẩm bẩm mắng chửi Lý Nam, anh ta vội vàng nói, lần này em kích động quá rồi. Dù sao cũng cùng công ty, em không thể quá quắc như thế. Hơn nữa hôm nay em tác cô ta một cái, chẳng phải là đang cung cấp bằng chứng thực tế cho đám anti-fan sao, chắc chắn bọn họ đang mừng như điên. Khương Cách, từng Thái Kỷ, chuyện lần này không phải là chuyện nhỏ, dù sao cũng là đánh người ngay trong đoàn phim. Nhưng cũng không phải là chuyện to tác, Khương Cách là một trong những nghệ sĩ mang về nhiều lợi nhuận nhất cho công ty. Thái tử Bạch Tông Quân của công ty là bạn tốt của cô. Dù cô gây ra chuyện gì, công ty đều có thể giải quyết êm xuôi cho cô. Mâu thuẫn giữa Giảng Nghiên và Khương Cách đã bắt đầu từ lâu. Mấy năm trước, khi Giảng Nghiên đang hot, Khương Cách đóng vai phụ cho cô ta, nhưng mỗi khi phim phát sóng, Giảng Nghiên luôn bị nhan sắc của Khương Cách làm lu mờ. Vì vậy, trong lòng Giảng Nghiên ghen ghét. Lo rằng Khương Cách sẽ uy hiếp địa vị của mình, cô từng dở trò với Khương Cách rất nhiều lần. Thậm chí có một lần, trong cảnh quay giữa mùa đông lạnh, Khương Cách đang đến kỳ, cô ta lại bắt Khương Cách nhảy xuống nước lạnh hết lần này đến lần khác. Thái Kỷ đã dẫn dắt Khương Cách từ khi cô ký hợp đồng, anh ấy biết rõ khương cách không phải là người thích chủ động gây sự lần này chắc chắn giản nghiên đã làm gì đó trước nên mới khiến khương cách ra tay thái kỷ càm ràm thêm vài câu rồi bình tĩnh lại sau đó lại bắt đầu lải nhải về chuyện khác công ty đã thuê vệ sĩ cho em rồi anh đã bảo anh ta chiều nay đến trường quay đón em với một minh tinh có vị thế như khương cách thuê vệ sĩ cũng là chuyện bình thường công ty đã từng sắp xếp vệ sĩ cho cô nhưng bọn họ đều bị Khương Cách sa thải. Khương Cách luôn có thái độ thù địch với những người khác phái lạ mặt, nhất là đối với những người khác phái mà cô không thể khống chế được như vệ sĩ. Bác sĩ tâm lý nói, đây là biểu hiện của việc thiếu cảm giác an toàn. Nhưng từ tuần trước, hai nơi ở của Khương Cách đều bị phan cuồng đột nhập, hơn nữa còn để lại những lời uy hiếp và gợi dục trong nhà cô. Công ty lập tức bố trí vệ sĩ tư nhân. Phan Cùng, chính xác hơn là sa sân phan, bắt nguồn từ giới ca pop Hàn Quốc, được dùng để chỉ những người hâm mộ bị ám ảnh quá mức với thần tượng. Không cần. Chẳng phải căn hộ ở Hồ Bạch Lộ đã đổi hệ thống an ninh rồi sao? Khương Cách hỏi. Thái Kỷ nói, hai hệ thống an ninh lần trước cũng là hàng tốt nhất, vậy mà vẫn bị phá đấy thôi. Phan Cuồng lần này là một tên biến thái, em chịu đựng chút đi, bảo toàn mạng sống vẫn là trên hết. Khương Cách không trả lời, không đáp lại nghĩa là không đồng ý. Thái Kỷ thở dài, nghĩ đến mâu thuẫn giữa Khương Cách và Giảng Nghiên hôm nay, cùng với trạng thái tinh thần của cô nửa năm qua, anh ta nói, Khương Gia, đợi qua Tết, có thời gian thì để anh liên lạc với bác sĩ tâm lý, anh ấy còn chưa dứt lời, Khương Cách đã cúp máy. Thái Kỷ, chuyện cậy mạnh hiếp yếu như thế này chẳng còn lại lẫm gì trong đoàn làm phim, nhưng rất hiếm khi bị lộ ra ngoài người trong đoàn làm phim đa số đều không khéo, biết cái gì nên nói cái gì không. Hơn nữa danh tiếng của giảng nghiên trong đoàn làm phim cũng không tốt lắm, một cái bạc tai của Khương Cách cũng khiến mọi người hả lòng hả dạ. Về phía giảng nghiên, công ty đã dàn xếp xong, buổi chiều lúc quay phim cô ta cũng nghiêm chỉnh hơn hẳn. Giữa trưa, Khương Cách nghỉ ngơi một lúc, khi tỉnh dậy cảm xúc của cô đã ổn định hơn cường độ công việc cao cùng với sự việc phan cùng gần đây quả thực đã làm ảnh hưởng đến tinh thần của cô. Buổi chiều, sau khi hoàn tất phần diễn, Khương Cách rời khỏi trường quay. Lý Nam đến bãi đổ xe lấy xe, tiểu bàn theo sau Khương Cách, hai người đi về phía bãi đổ xe dưới tầng hầm. Tối nay cô phải tham gia một party do cấp trên của cô tổ chức, cũng chính là vị thái tử bạch tông quân của tập đoàn truyền thông nhĩ gia kia. Bãi đổ xe vô cùng yên tĩnh, Tiểu bàn theo sau Khương Cách, cô ấy nhìn Khương Cách mặc một cây đồ đen đang đi phía trước. Cô vẫn mang giày cao gót, bóng lưng gầy gò mà thẳng tắp. Khương Cách xuất thân là người mẫu, năm đó cô ra mắt bằng một tấm ảnh chụp cùng báo đốm. Trong khung cảnh các bụi đầy trời, dưới một gốc cây khô, thiếu nữ khoác tấm lụa đỏ, đứng đối diện con báo hoa mai toàn thân phủ đốm. Ánh mắt cô lạnh lùng xa cách, ánh mắt con báo đề phòng nguy hiểm. Thời điểm chụp bức ảnh này, Khương Cách vừa tròn 18 tuổi. Đừng nói 18 tuổi, tiểu bàn hiện tại đã 20 nhưng vừa nhìn con báo kia đã thấy sợ hãi. Không hổ danh là Khương Gia, thật mạnh mẽ. Mạnh mẽ đến mức ngay cả Thái tử Bạch Tông Quân cũng không thể chinh phục được, thật sự không biết kiểu đàn ông thế nào mới chinh phục được cô. Phải rồi, Khương Gia, vệ sĩ kia. Tiểu bàn ngừng suy nghĩ lung tung, nói chuyện quan trọng với Khương Cách lúc nãy thái kỷ vừa gọi điện thoại cho tiểu bàn bảo cô ấy nói trước với khương cách nếu không đến lúc lên xe nhìn thấy vệ sĩ chắc chắn khương cách sẽ nổi giận tiểu bàn còn chưa kịp dứt lời bỗng nhiên bên cạnh vang lên tiếng bước chân dồn dập còn có tiếng xì xào mắng mỏ chưa kịp nhìn sang đã có người hét lên con khốn khương cách ở bên kia kìa đám người kia rõ ràng là đang chạy về phía khương cách có người còn cầm đồ trong tay vừa chạy vừa mắng chẳng mấy chốc bãi đổ xe đã trở nên hỗn loạn. Khương gia, đi mau. Tiểu bàn nhìn thấy cảnh tượng này thì sợ ngây người. Nhưng hai người họ còn cách xe một quãng xa. Chắc chắn sẽ bị đuổi kịp. Khương cách nhìn đám người kia, đôi mày nhíu chặt lại, vừa định xoay người, cánh tay đã bị một luồng sức lực mạnh mẽ giữ chặt lấy. Nhiệt độ và sức mạnh từ lòng bàn tay của người đàn ông xuyên qua lớp áo khoác, chạm vào da cô. Cơ thể Khương Cách mất thăng bằng, bị kéo vào một lồng ngực rộng lớn. Hơi thở đàn ông xa lạ ập đến. Nóng rực mà nguy hiểm, trái tim Khương Cách đập thình thịch. Cô cắn chặt răng, vung tay lên định đánh anh ta, nhưng cổ tay lại bị người đàn ông ấy bắt lấy. Khuôn mặt Khương Cách hiện rõ cơn tức giận. Trong lúc giải dụa, cô ngước mắt nhìn sang, bỗng chốc bị lạc vào một đôi mắt đen trong vắt. Cô Khương phải không? Không cần tốn chút sức lực nào, người đàn ông đã có thể nắm chặt lấy cánh tay đang vùng vẫy của cô giọng nói anh như dòng suối thanh mát chảy từ khe núi qua những mỏm đá đám người phía xa ồn ào vẻ mặt anh lại vô cùng bình thản anh đang rủ mắt nhìn cô trong mắt thấp thoáng vẻ ngạc nhiên vì không ngờ cô lại mạnh đến thế anh mỉm cười lịch sự tự giới thiệu bản thân tôi là vệ sĩ mới của cô quý tranh cô ngước nhìn khuôn mặt tuấn tú của anh tựa như kiếm ra vào vỏ thái độ thù địch của cô biến mất. Khương Cách ngừng dãy dụa. Chương 2 Quý tranh bảo vệ Khương Cách, Lý Nam kịp thời lái xe đến, tiểu bàn nhanh tay mở cửa. Cửa xe vừa mở ra, cơ thể Khương Cách bị nhấc bổng lên, Quý tranh đỡ hai tay bên hông cô, trực tiếp bế cô lên xe. Lái xe Giọng Quý tranh trầm thấp, ngữ khí điềm tĩnh mà kiên định. Dứt lời, anh leo lên xe ngồi vào chỗ, đóng cửa lại đám người đã đuổi tới đuôi xe, chiếc xe lăn bánh. Chẳng mấy chốc đã kéo giãn khoảng cách. Chiếc xe Mercedes 7 chỗ màu đen lao nhanh trong bãi đổ xe như một cái bóng, trong nháy mắt đã chẳng còn thấy tâm hơi. Sau một màn chạy thoát đầy kịch tính, chiếc xe nhanh chóng rời khỏi bãi đổ, tiểu bàn quay đầu nhìn đám người đang xa dần, nhịp tim vẫn chưa thể ổn định lại, cô ấy vội vàng quay đầu lại hỏi, Khương gia có sao không ạ? À? Khương cách dựa vào chiếc ghế mềm mại, bụng dưới của cô quặn đau mà lạnh toát hai bên eo lại nóng rực như bị lửa thiêu cơn nóng mang theo hơi thở mạnh mẽ khiến cô vẫn chưa thể hoàn hồn lại nguồn nhiệt của cơn nóng này đang ngồi ngay bên cạnh cô khương cách quay đầu sang đó là một người đàn ông với vẻ ngoài anh tuấn dáng người cao lớn thân hình rắn chắc đang là đầu mùa đông nhưng anh chỉ mặc một chiếc áo khoác màu đen đường cong nơi cổ trơn tru hơi thở nam tính nhàn nhạt lan tỏa với khuôn mặt và thân hình này, đây chắc hẳn là một người đàn ông trẻ tuổi, nhưng khi nhìn vào đôi mắt đen trầm tĩnh của anh lại khó mà đoán được tuổi tác. Lúc cô đưa mắt nhìn sang, người đàn ông cũng đang nhìn cô. Mắt anh hơi dài, đôi mắt xếp lên, đôi mắt đen lấy ẩn dưới hàng lông mi rậm, mang theo ánh sáng dịu dàng rung động lòng người. Giống hệt như đôi mắt trong ký ức thương cách. Thấy cô nhìn sang, anh vẫn không dời mắt đi, hỏi, chuyện lúc nãy có cần báo cảnh sát không lúc ấy quý tranh không muốn đánh nhau là vệ sĩ điều quan trọng nhất là đảm bảo an toàn cho chủ thuê diễn viên đang hốt bị bao vây như thế chắc chắn là có chủ đích đã được lên kế hoạch từ trước giọng điệu của anh kim nhường lịch sự mà xa cách trái tim khương cách hẩn một nhịp hàng mi cô run run cô dời mắt nói không cần bị bao vây ngay tại bãi đỗ xe của trường quay rõ ràng đám người đó có chuẩn bị trước khi đến chuyện này không liên quan gì đến việc phan cùng quấy rối lúc trước trên tay đám người kia còn có cầm mấy thứ bẩn thiểu định ném vào khương cách hẳn là chỉ căm ghét cô chứ không phải muốn làm hại cô thật trong giới giải trí chuyện như thế xảy ra thường như cơm bữa hai minh tinh kết thù người đại diện liên hệ với trưởng phan cờ thêm mắm dặm muối kể lại trưởng phan cờ lại đi kêu gọi mọi người trong phan cờ Đám Phan Hâm mộ sẽ tự nghĩ ra cách gây khó dễ cho đối phương. Chuyện ở bãi đổ xe là do ai làm? Ngẫm lại Khương Cách mới vừa gây thù chuốc oán với ai. Đáp án đã rõ mười mươi. Quý Tranh hoàn toàn không hiểu rõ giới giải trí, Lý Nam đang ngồi phía trước lái xe, anh ta liếc mắt nhìn thoáng qua vẻ mặt của Khương Cách, giải thích, anh Tranh, mấy chuyện thế này không nên báo cảnh sát. Dù sao bọn họ cũng không gây ra tổn thương thực tế nào cả hơn nữa còn quá đông không dễ bắt báo cảnh sát không có lợi gì đến lúc đó lại còn bị lên trang tin tức giải trí hôm nay khương cách vừa đánh người thì lập tức bị trả thù như thế chắc chắn khi ấy sẽ lại bị chế dễu lý nam nói xong thì hỏi khương cách khương gia chuyện này có cần hỏi anh thái kỷ xem nên xử lý thế nào không người bên cạnh lại nhìn về phía mình khương cách không quay đầu lại cô bừng tỉnh khỏi hồi ức lấy điện thoại ra gọi cho thái kỷ chẳng mấy chốc thái kỷ đã bắt máy khương cách nói em nhận lời làm người đại diện cho y thái kỷ nhất thời không hiểu nổi nói đó là hợp đồng của giảng nghiên người đại diện của cô ta đã thương lượng gần nửa năm không nên động vào giọng khương cách vẫn bình tĩnh vậy thì cướp lấy người phụ nữ giảng nghiên kia đã muốn gây sự với khương cách tuy thái kỷ nói không nên động vào hợp đồng của giảng nghiên nhưng quảng cáo thường xem xét độ nổi tiếng ngay từ đầu nhãn hiệu này muốn tiếp cận khương cách nhưng lịch trình của khương cách đã quá dày đặc nên không nhận vì thế mới đưa cho giản nghiên muốn lấy lại cũng không phải chuyện khó thái kỷ không yên tâm lắm sau khi đồng ý chuyện này anh ta vội vàng hỏi khương gia vệ sĩ mới của em cô khựng lại một chút sau đó nói em giữ anh ta nghe khương cách nói đôi mắt đen của quý tranh hơi lay động đây là lần đầu tiên quý tranh làm vệ sĩ công ty vệ sĩ này là do bạn của bác sĩ trương mở bác sĩ trương là bác sĩ điều trị tâm lý của anh hôm nay là ngày đầu tiên quý tranh đi làm vừa vào làm việc đã được công ty của khương cách thuê ngay ban đầu bạn của bác sĩ trương không muốn để anh sang đây khương cách có tiếng là khó chiều rất khó ở chung anh làm vệ sĩ để hồi phục không nên làm việc với vị khách hàng khó tính như vậy nhưng quý tranh lại không nghĩ thế đã là công việc thì không thể nhận đặt cách cho bản thân, nếu cứ giữ tâm lý mình là bệnh nhân thì công việc này cũng không còn ý nghĩa gì nữa. Mà cô nàng Khương Cách trước mặt đây cũng không quá quắc như bọn họ nói. Dù sao cô cũng xinh đẹp, khó chịu một chút cũng chấp nhận được. Chỉ có điều tinh thần của cô có vẻ không tốt lắm, vừa căng thẳng vừa sắc bén, nhân viên bên người cũng phải e dè. Dường như trong người cô hơi khó chịu, sau khi cúp điện thoại trợ lý ngồi phía sau đưa cô một ly trà gừng đường đỏ. Gương mặt cô hơi nhợt nhạt, khiến màu sắc của đôi môi đỏ và mái tóc đen càng thêm nổi bật. Thân hình mảnh khảnh cuộn tròn trên ghế ngồi, cầm ly nước nhấp từng ngụm như chú mèo con, đôi mắt hoa đào long lanh nước. Uống xong trà gừng, Khương Cách hỏi, anh bao nhiêu tuổi? Nhận ra cô đang hỏi mình, Quý Tranh trả lời, 26. Khương Cách ngẩng đầu nhìn về phía Lý Nam đang ngồi lái xe phía trước, nói, Lý Nam lớn hơn anh, tại sao phải gọi anh là anh tranh? Sau khi sự việc ở bãi đổ xe được xử lý êm xuôi, bầu không khí trong xe đã dịu xuống, Lý Nam cười rộ lên, giọng nói to hơn hẳn lúc nãy, ôi, gọi anh hay không gọi anh phải dựa vào tuổi tác mà dựa vào khí chất. Trên người anh tranh đây có khí chất trầm ổn đáng tin cậy, giống như Khương Gia vậy. Tiểu bàn phía sau gật đầu, tỏ vẻ đồng tình. Khương cách dời mắt đi, nhìn về phía trước, nói, tôi sẽ không gọi bằng anh. Giọng cô không lớn, khàn khàn biến nhát, mang theo chút hơi ẩm. Quý tranh liếc mắt nhìn cô, hờ hững cười nói, cô muốn gọi thế nào cũng được. Việc vệ sĩ cứ thế được quyết định, bầu trời dần sẫm tối, ánh đèn rực rỡ sáng lên, chiếc xe chạy vung vút trên con đường lung linh ánh đèn, cuối cùng rẽ vào một nơi càng xa hoa chói lọi hơn. Bạch Tông Quân là con trai duy nhất của Bạch Tổng, giám đốc tập đoàn truyền thông Nhĩ Gia anh ta là vị con nhà giàu có tiếng nhất tại Nam Thành. Bác ti sinh nhật lần này của anh ta được tổ chức tại quán Ba Tam Phùng Hoa nhất Nam Thành. Quán Ba Tam hoạt động theo cơ chế hội viên, có tiền chưa chắc đã được vào, thật xứng với cái danh lò đốt tiền. Trong giới con nhà giàu, Bạch Tông Quân vung tay khá hào phóng, hôm nay là sinh nhật 25 tuổi của anh ta, rất nhiều bạn bè của anh ta đến dự. Tuy chẳng biết là thật lòng hay giả dối. Đám người trong quán ba nâng ly chúc mừng, sàn nhảy sập sình, vô cùng xa hoa lãng phí. Lúc Khương Cách và Quý Tranh đến, Bạch Tông Quân đang ôm người tình mới của anh ta đánh bia. Bạch Tông Quân thay bồ như thay áo, Khương Cách cũng chẳng biết tên cô bồ lần này, chỉ biết đó là nghệ sĩ mới của công ty, khá trẻ tuổi, dáng người vô cùng nóng bỏng. Bạch Tông Quân rất thích dạng phụ nữ này. Bạch Tông Quân là thái tử, có không ít nghệ sĩ trong công ty đến dự nhưng cho dù trong quán ba có hàng vạn vì sao sáng chói, Khương Cách vẫn là ngôi sao nổi bật nhất. Đợi Khương Cách tiến đến gần, Bạch Tông Quân ngẩng đầu nhìn, trên khuôn mặt anh Tuấn treo nụ cười sáng lạng. Vẻ ngoài của anh ta không tệ, mắt hai mí to rõ, là thái tử ngậm thì vàng từ lúc mới chào đời. Không phải đau đầu vì chuyện thế tục. Cho dù quanh năm suốt tháng trầm mê trong tửu sắc, anh ta vẫn rất khỏe mạnh cường tráng. Buông cô gái trong lòng ra, Bạch Tông Quân cầm ly rượu bước tới, đưa ly đến trước mặt Khương Cách. Anh ta nói, cách cách, em đến trễ, phạt một ly. Khương Cách rất bài xích những nơi như thế này. Âm nhạc sập sình, tiếng hò reo ầm ĩ, tiếng chạm ly và đám người hỗn loạn. Mùi rượu và nước hoa trộn lẫn trong không khí giống như những xúc tua đang kích thích thần kinh của cô. Bầu không khí xa lạ mà cuồng loạn khiến cơ thể cô căng cứng, dưới ánh đèn, Đường quay hàm của cô cũng trở nên sắc bén. Khương Cách không tiếp ly rượu, nói: "Hôm nay tôi không uống rượu." Cô vừa dứt lời, mọi người xung quanh đều kinh ngạc, phải biết rằng thái tử của truyền thông nhĩ gia kiêu căng ngỗ ngược. Cả Nam Thành không ai dám chọc vào, vậy mà Khương Cách lại không thèm nể mặt mũi như thế. Cảnh tượng tiếp theo càng khiến mọi người nghẹn họng trân trối. Khương Cách không nể mặt mũi, Bạch Tông Quân lại bật cười, nâng ly uống cạn sạch rượu nói, không uống thì không uống, tôi thích thái độ của em. Trong giới giải trí, quan hệ giữa Khương Cách và Bạch Tông Quân luôn là để tài khiến mọi người bàn tán hăng say. Không thể nói rằng Bạch Tông Quân thích Khương Cách, Thái tử chưa bao giờ hẹn hò với cô, vài ba ngày lại đổi người tình mới, Phong Lưu đã thành tính. Nhưng nếu nói rằng Bạch Tông Quân không thích Khương Cách, anh ta lại quá dung túng cho cô. Ở bên anh ta, Khương Cách muốn làm gì thì làm, làm sàng làm bậy cũng được, cứ việc thỏa thích làm theo ý mình. Khương Cách đưa quà cho Bạch Tông Quân, anh ta nhận lấy. Người tình của anh ta đi tới, Bạch Tông Quân ôm cô ta, hôn lên môi cô ta một cái, sau đó dẫn cô ta đi chào hỏi khách khứa. Vẻ mặt Khương Cách không cảm xúc, cô tìm một băng ghế dài ngồi xuống. Quan hệ giữa Khương Cách và Bạch Tông Quân mập mờ khó đoán, thế nên cũng trở thành đề tài bàn tán của mọi người. Đương nhiên là chỉ dám bàn tán sau lưng cô. Đám người đứng gần khương cách đã tản ra, xung quanh cũng trở nên yên tĩnh hơn. Quán ba trên sân thượng, buổi tối gió lạnh thổi vi vút, khuôn mặt cô lại càng trở nên nhợt nhạt hơn so với lúc ở trên xe. Quý Tranh thoáng nhìn thấy sắc mặt của cô, anh xoay người bước đến quầy ba. Cạnh quầy ba có vài cô gái đang ngồi, lúc Quý Tranh đến gọi nước, ánh mắt bọn họ hờ hững liếc nhìn khuôn mặt và vòng eo của anh. Quý tranh nhạy bén, đương nhiên đã phát hiện ra ánh mắt của bọn họ. Nhưng đúng lúc đó anh lại nhận được điện thoại, nên chỉ lịch sự khẽ gật đầu. Tại sao cậu lại đi làm vệ sĩ? Tôi biết ăn nói thế nào với lão tướng quân đây. Đại đội trưởng đại đội đặc công cao viễn nói qua điện thoại, quân đội cho cậu nghỉ ngơi, tôi đã nghỉ ngơi nửa năm rồi. Giọng quý tranh điềm tĩnh, anh bật cười đáp trả, nửa đùa nửa thật nói, cứ nghỉ ngơi mãi làm sao bình phục được. Còn nữa, trước đây lúc tuyển bọn tôi vào đội, chú cũng chưa bao giờ để tôi nghỉ ngơi. Cao viễn bất đắc dĩ, hai việc này không giống nhau. Bác Tender đưa ly nước đã pha chế xong đến, xúc cảm ấm áp khiến quý tranh hoàng hồn, anh cảm ơn, sau đó nói với Cao Viễn, anh đừng lo lắng. Tôi chỉ đang làm theo đề nghị của bác sĩ Trương thôi. Còn về phía ông nội, tôi sẽ nói chuyện với ông ấy. Tính tình quý tranh điềm đạm nhưng cũng rất cứng đầu, một khi anh đã quyết định thì không ai có thể thay đổi được cao viễn biết khuyên nhủ cũng không có kết quả chỉ hỏi cậu làm vệ sĩ cho ai phải biết rằng trong đội cũng có quy củ không được người nổi tiếng trong lúc quý tranh nói chuyện anh lướt mắt nhìn cô gái đang ngồi trên ghế dài cầm cái ly bên cạnh lên nói vệ sĩ ngắn hạn thôi không có gì khó cả cao viễn dặn dò vài câu rồi cúp máy quý tranh cất điện thoại cầm ly nước rời đi. Trước khi đi, một cô gái mặc váy hai dây đang ngồi bên cạnh gọi anh lại, đưa cho anh một tờ giấy. Trên tờ giấy là dãy số điện thoại. Quý tranh hơi nhướng mắt, cô ta làm dấu tay gọi điện thoại, ánh mắt quyến rũ, quay người lả lướt rời đi. Dáng vẻ của quý tranh quá nổi bật giữa bữa tiệc này, mấy kẻ đến đây đều là con nhà giàu, trên mặt hiện rõ vẻ túng dục quá độ. Sao ra mà nói, dáng người quý tranh rắn rỏi, khí chất sạch sẽ thanh mát vừa nhìn đã thấy vô cùng mạnh mẽ sau khi anh tới không chỉ có mấy cô gái bên quầy bar mà những cô gái ở góc khác của quán bar cũng hướng mắt về phía anh quý tranh rất ít khi tới những nơi như thế này nhưng anh cũng hiểu được điều ấy có ý gì anh nhận tờ giấy tuy rằng anh không có nhu cầu về phương diện này nhưng thẳng tay vứt đi thì hơi bất lịch sự vừa nhận lấy tờ giấy trước mặt quý tranh đã xuất hiện một cánh tay bàn tay trắng nõn, ngón tay thon dài. Anh ngẩng đầu nhìn, Khương Cách cũng ngẩng đầu nhìn anh, giọng nói lạnh lùng, "Đưa tờ giấy cho tôi." Cô hơi thấp hơn anh, lúc ngẩng đầu đối mắt với anh, bờ vai xinh đẹp hiện rõ. Khuôn mặt kiều diễm, đôi mắt hoa đào mang theo sự sắc bén, tựa như cơn gió đêm đông. Quý Tranh không lên tiếng, chỉ đưa tờ giấy cho cô, Khương Cách thẳng tay xé nát tờ giấy ném xuống đất. Động tác của cô rất nhanh, khuôn mặt không chút cảm xúc, đút gập ngón tay lại, đốt tay trắng bệt. Có thể thấy cô đã dùng hết sức. Quanh người cô phản phất lửa giận ngút trời, quý tranh đã được chứng kiến tính tình của cô, anh hỏi, phụ nữ xinh đẹp ai cũng nóng nảy như thế sao? Thương cách nhíu mày, tức giận nói, chỉ có tôi nóng nảy như thế. Đó là vì bọn họ chưa đủ xinh đẹp. Khí chất của quý tranh sạch sẽ, lời này chỉ là buộc miệng nói ra, cũng không có ý đồ hay tình cảm gì khác. Thế nhưng lời nói trong lúc vô tình như thế lại càng có một sức quyến rũ lạ kỳ. Khương Cách nước mắt nhìn anh, anh khẽ bật cười, đưa chiếc ly trên tay tới, giọng nói dịu dàng. Trà gừng đường đỏ. Chương 3. Mặc dù Khương Cách lạnh lùng, nhưng tính tình của cô cũng không đến mức quá tệ, một năm gần đây cô mới trở nên như thế, tinh thần vừa nhạy cảm vừa căng thẳng, dễ sốt ruột dễ nóng giận lại không thể nào kiềm chế được bản thân. Theo thời gian, trạng thái tinh thần của cô vẫn không có dấu hiệu chuyển biến tốt đẹp, ngược lại càng lúc càng nghiêm trọng hơn. Rõ ràng Thái Kỷ đã phát hiện trạng thái tinh thần của cô không ổn định, thậm chí còn hẹn bác sĩ tâm lý cho cô, Khương Cách lại không chịu đi. Cô biết vì sao mình trở nên như thế, đối với cô mà nói, bác sĩ tâm lý hoàn toàn vô dụng. Nhưng dường như người đàn ông trước mắt đây lại có tác dụng, chỉ cần vài câu nói, một ly trà gừng đường đỏ, anh đã có thể khiến tinh thần và cơ thể đang căng cứng của cô thả lỏng. Khương Cách nhìn bàn tay đang đưa đến trước mặt cô, ngón tay thon dài, khớp xương rõ ràng, mạch máu xanh nổi lên trên mu bàn tay, vừa nhìn đã cảm thấy vô cùng mạnh mẽ. Bàn tay ấy hơi thô ráp, bên trên có vài vết sẹo, ở ngón trỏ và gan bàn tay còn có một lớp chai. Không cần chạm vào, Khương Cách đã biết xúc cảm của bàn tay ấy khương cách không lên tiếng chỉ nhận lấy ly trà gừng đường đỏ uống một hớt hương vị cây nồng thuận theo cổ họng chảy xuống bụng cơn đau ở bụng dưới của khương cách được xoa dịu tính tình khương cách lạnh nhạt không thích náo nhiệt nhưng đây là tiệc sinh nhật của bạch tông quân ở đâu có anh ta ở đó chắc chắn sẽ náo nhiệt thế nên anh ta không bảo khương cách ngồi cùng anh ta sợ cô không vui sau khi rời xa khương cách bạch tông quân phải tiếp đãi đủ loại bạn bè bên này mời rượu bên kia tặng quà còn phải hẹn khao bạn bè thêm một chầu nữa nhưng thái tử rất nhanh nhạy cho dù bận rộn đến mức nào anh ta vẫn có thể chú ý đến khương cách đôi chân thon dài gác trên bàn đá cẩm thạch giữa làn khói thuốc lượn lờ bạch tông quân liếc nhìn người đàn ông bên cạnh khương cách ánh mắt hờ hững mà sắc lạnh ở băng ghế dài bên cạnh có vài cô gái vừa mới từ quầy ba tiến đến ánh mắt bọn họ cũng đang hướng về phía khương cách và quý tranh thấy khương cách xé nát tờ giấy của quý tranh cô gái đưa giấy không vui chút nào sao khương cách lại dám xé tờ giấy của tôi chứ cô ta và người đàn ông kia có quan hệ gì cô gái ngồi bên trái cô ta hóng hớt sao thế cô thích anh ta à cô ta trả lời đúng vậy vừa cao lớn vừa đẹp trai quan trọng nhất là eo của anh ta chật chật trình độ trên giường chắc chắn tốt. Cô gái bên phải cô ta cười lạnh, cô ngắm trúng thì sao chứ? Cô nhìn dáng vẻ như chim non nép vào lòng của Khương Cách đi, nói không chừng đó là người tình của cô ta đấy. Cô đã bao giờ thấy Khương Cách dẫn đàn ông đến mấy nơi thế này chưa? Ba người phụ nữ bàn luận vô cùng hăng say, đột nhiên lại cảm nhận được một ánh mắt lạnh như băng đang bắn đến từ phía băng ghế dài. Bọn họ đưa mắt nhìn theo, bắt gặp ánh mắt âm trầm của Bạch Tông Quân, bọn họ sợ hãi ngậm chặt miệng. Bầu không khí quanh ghế giảm xuống rõ rệt, người tình của Bạch Tông Quân phỏng đoán mối quan hệ giữa Bạch Tông Quân và Khương Cách, thầm nói, cái cô Khương Cách ấy, lúc nãy được anh Quân mời rượu thì không uống, vậy mà đàn ông khác mời cô ta lại uống ngay, đúng là chảnh chọe không biết điều. Cô ta vừa dứt lời, Bạch Tông Quân lập tức lường sang, ánh mắt sắc bén mà lạnh nhạt từ trước đến nay thái tử luôn đối xử dịu dàng với bạn gái, lúc lên giường lại càng dẻo miệng, ngọt ngào dỗ dành. Đây là lần đầu tiên cô ta chứng kiến ánh mắt này của Bạch Tông Quân, vừa lạnh lùng vừa sắc bén, tựa như nhũ băng động lại trên cửa động. Cô ta biết mình đã nói sai thì vô cùng hốt hoảng. Cơ thể mềm mại quấn lấy Bạch Tông Quân như rắn nước, ỏn ẻn nói, anh Quân, đêm nay chúng ta chơi thế nào nhỉ? Ý cô ta là chơi trên giường bạch tông quân vừa mắt người tình mới này là vì sự phóng khoáng của cô ta cô ta vừa nói xong đám bạn bên cạnh lập tức cười ầm lên nhưng bạch tông quân nâng mí mắt mỏng hỏi bọn họ ai muốn chơi cùng cô ta bầu không khí đông cứng lại vẻ mặt cô ta tái nhợt khóc nức nở gọi anh quân bạch tông quân hất cô ta ra đứng dậy sải bước về phía khương cách tinh thần khương cách đã thư thả hơn cơn đau ở bụng dưới cũng thuyên giảm vẻ mặt cô trông dễ chịu hơn hẳn lúc trước vừa ngồi xuống ghế dài cô và quý tranh đã thấy bạch tông quân đi về phía này bạch tông quân là tiêu điểm của bữa tiệc anh ta vừa tiến sang mọi ánh mắt trong quán bar cũng đổ dồn theo đã quen biết bạch tông quân mấy năm khương cách hiểu tính cách của anh ta nếu không có việc anh ta sẽ không đến tinh thần cô vừa được thả lỏng một chút lại lập tức trở nên căng thẳng bước đến cạnh khương cách bạch tông quân thuận thế ngồi xuống cánh tay đặt sau lưng cô ánh mắt lại hướng về phía quý tranh đang ngồi trên băng ghế bên cạnh bạch tông quân dời mắt hỏi cô cách cách anh ta là ai lúc anh ta đến đôi mày thanh tú của khương cách hơi nhíu lại anh ta vừa hỏi câu này lông mày cô càng nhíu chặt hơn khương cách trả lời vệ sĩ của tôi đầu lưỡi bạch tông quân đảo qua hàm răng ánh mắt anh ta khóa chặt trên người quý tranh chẳng phải em không thích vệ sĩ à lúc trước anh thuê cho em vài vệ sĩ vừa thuê đã bị em đuổi đi ngay rõ ràng là bạch tông quân đang nói cho quý tranh nghe mối quan hệ giữa bạch tông quân và cô không tệ cũng xem như là bạn bè nhưng chỉ dừng lại ở mức bạn bè hiện tại rõ ràng là bạch tông quân đang quan tâm thái quá khương cách liếc mắt nhìn anh ta nói tôi thích người này khương cách vừa dứt lời mọi người xung quanh lập tức cảm nhận được Bạch Tông Quân trở nên lạnh lùng hơn hẳn. Mọi ánh mắt đổ dồn về phía nguồn cơn của trận xung đột. Người đàn ông ấy đang ngồi trên ghế dài, dáng vẻ vừa nghiêm chỉnh, vừa có chút thoải mái mà biến nhát, anh nhìn thoáng qua khương cách, đôi mắt đen thẳm sâu hung hút. Được thôi. Nếu được cách cách của chúng ta coi trọng thì chắc chắn phải có điểm hơn người. Bạch Tông Quân đột nhiên bật cười, anh ta vỗ tay đứng dậy. Lướt mắt nhìn đám đông, hỏi: "Ai có mang theo vệ sĩ?" Vì trận xung đột vừa rồi mà trong quán ba chỉ còn tiếng nhạc ầm ĩ và tiếng xì xào bàn tán, Bạch Tông Quân vừa lên tiếng, đã có vài người phản ứng lại, mọi người hào hứng lui ra tạo thành một khoảng trống, cười cười giỡn giỡn, thái tử muốn làm lớn chuyện rồi. Chẳng mấy chốc, bên cạnh Bạch Tông Quân đã xuất hiện ba người vệ sĩ vóc dáng vạm vỡ. Anh ta bật cười vỗ lên cơ ngực của vệ sĩ đứng bên cạnh, Nói với Quý Tranh, vệ sĩ nhỏ, ba đấu một, có dám không? Mũi Dùi đã chỉ thẳng về phía Quý Tranh, theo phép lịch sự, anh đứng lên khỏi băng ghế. Anh vừa đứng dậy, ba tên vệ sĩ vô thức thủ thế đỡ đòn. Mặc dù nhìn bề ngoài bọn họ trông có vẻ hùng hổ hơn Quý Tranh, nhưng rõ ràng không thể đánh giá Quý Tranh qua vẻ ngoài. Dáng người anh thuộc dạng cao gầy mà mạnh mẽ. Quý Tranh lại không động thủ, anh nhìn về phía Khương Cách. Tôi là vệ sĩ của Khương tiểu thư, có đánh hay không phải theo ý cô ấy." Ngón tay đang cầm ly thủy tinh siết chặt, giọng nói Khương Cách lạnh lẽo, "Bạch Tông Quân, anh điên à?" Bạch Tông Quân bật cười, "Không, tôi chỉ đang thử xem anh ta có đủ tư cách làm vệ sĩ của em không thôi." Nói đoạn, Bạch Tông Quân ra hiệu, ba tên vệ sĩ còn chưa ra tay, Khương Cách ngước mắt nhìn sang, ánh mắt sắc như dao, "Tôi chống mắt lên xem ai dám động vào anh ta." giọng nói mỏng, Quý Tranh nhìn ngón tay nhỏ bé của cô, hàng mi dài hắt bóng xuống mí mắt dưới, anh đặt tay lên ly, cô vô thức ngước mắt nhìn, lúc này đôi mày nhíu chặt mới dần dần giãn ra. Quý Tranh cầm ly đặt sang một bên, khẽ miếng môi cười, hỏi cô, còn muốn uống nữa không? Một lúc lâu sau, Khương Cách mới buông bàn tay đang cầm ly ra, nói, không uống nữa, chúng ta đi. Sau khi rời khỏi quán bar, hai người sống vai nhau đứng chờ thang máy trước khi thang máy đến quý tranh nhận được một tin nhắn anh mở điện thoại liếc mắt nhìn là lâm dữ bách gửi lâm dữ bách sao anh lại đi làm vệ sĩ cho khương cách anh nhìn trúng cô ta sao quý tranh và lâm dữ bách sống cùng một đại viện ông nội của lâm dữ bách từng là cấp dưới của ông nội quý tranh từ nhỏ đến lớn lâm dữ bách luôn đi theo quý tranh gọi anh nhưng sau này cha mẹ lâm dữ bách bắt đầu kinh doanh nhà bọn họ chuyển ra khỏi đại viện quân đội, số lần gặp mặt của hai người cũng ít dần, không ngờ hôm nay lại chạm mặt nhau trong quán bar. Quý tranh vừa định trả lời, giọng khương cách bỗng vang lên, đừng để bụng chuyện hôm nay, nếu Bạch Tông Quân còn gây khó dễ cho anh, tôi sẽ không bỏ qua cho anh ta. Ngữ khí của cô đều đều, giọng nói khàn khàn vang lên giữa hành lang trống trải, mang theo cảm giác tiêu điều quạng cô ẻ. Quý tranh đứng bên cạnh nhìn cô cảm nhận được ánh mắt của quý tranh, Khương Cách cũng đưa mắt nhìn sang, ánh đèn trên hành lang khiến đường nét khuôn mặt anh càng thêm rõ ràng, dưới hàng lông mày cong cong là đôi mắt đen lấy chứa ý cười nhàn nhạt. Sao thế? Khương Cách cúi đầu, giọng nói nhỏ hơn lúc trước. Khương Cách đã thư thả hơn hẳn so với lúc ở trong quán bar, không còn sự sắc bén, thậm chí còn có phần mềm mại. Quý Tranh cất điện thoại, cười nói, không có gì, đây là lần đầu tiên tôi được người khác bảo vệ đấy khương cách không trả lời thang máy đến hai người bước vào quý tranh nhấn nút tầng trệt nói với khương cách sau này cô có thể gọi tôi là a tranh bạn bè và người thân đều gọi tôi như thế con số trên thang máy thay đổi có thể cảm nhận được cơ thể đang dần dần hạ xuống khương cách khẽ gật đầu nói được khu căn hộ hồ bạch lộ nằm trên ngọn núi bạch lộ của đảo đồng sa tại nam thành đây là một thành phố duyên hải trên đảo tất đất tất vàng người sống ở đây đều là minh tinh giàu có an ninh vô cùng chặt chẽ khương cách mua căn hộ này hai năm trước đã thuê người sửa sang lại nhưng cô chưa từng đến ở căn hộ được trang trí theo phong cách hiện đại màu sắc đơn giản mà sáng sủa một phần của phòng khách có cửa sổ trần bên ngoài là cửa sổ sát đất thật lớn có thể nhìn thấy eo biển gần đó núi bạch lộ vào buổi tối được mở đèn sáng rực vừa xa hoa vừa tĩnh lặng tên phan cùng của khương cách có thể xâm nhập vào hệ thống an ninh rõ ràng là đã thành thạo trong nhà cũng không an toàn vì thế nên lúc ký hợp đồng làm việc công ty đã yêu cầu quý tranh sống cùng với khương cách khương cách không có ý kiến gì về việc này quý tranh ở cạnh phòng cô khương cách đứng trước cửa phòng ngủ sau khi nghe thấy tiếng đóng cửa từ phòng bên cạnh cô mới cởi quần áo trên người xuống đi vào phòng tắm tắm rửa xong trong phòng tắm mờ mịt hơi nước khương cách mặc áo choàng tắm vào dưới ánh sáng đèn chiếc áo choàng tắm nước qua bờ vai trần phủ lên làn da bị nước nóng làm ửng đỏ tắm nước nóng giúp cơ thể cô thư thả hơn khương cách dưỡng da xong thì lên giường một năm gần đây giấc ngủ của khương cách rất chập chờn không những khó chìm vào giấc ngủ mà chỉ cần một tiếng gió thoảng thôi cũng có thể làm cô tỉnh giấc thính lực của cô rất nhạy bén dù đeo nút tai cũng không có tác dụng gì công tắc đèn nằm trên vách tường phòng bên cạnh vang lên tiếng tắt đèn khương cách cuộn tròn cơ thể nhắm mắt lại đây là giấc ngủ yên bình nhất của cô trong vòng một năm qua thậm chí cô còn nằm mơ không biết đó có gọi là mơ không bởi vì không hề có hình ảnh cụ thể nào chỉ có một mảnh mơ hồ giữa những vệt sáng rực rỡ sắc màu, một giọng nói vang lên. Khi nào sợ thì cứ kêu lên. Dịu dàng mà mềm mại, tựa như một dòng suối thanh mát chảy qua cổ họng. Giọng nói kia xa dần, trước mắt cô bỗng hiện lên một màu đen kịch. Chờ tao trở về, tao sẽ giết mày. Một giọng nam cuồng loạn, giọng nói khẳng đặc chất chứa tan thương, tựa như lưỡi dao đâm thủng màng nhĩ của Khương Cách. Cô mở bừng mắt, bàn tay luồn xuống dưới gối, chạm vào một vật cứng ấm áp ngón tay cô quấn lấy sợi dây trên vật ấy kéo ra giữ trong lòng bàn tay cô thở hổn hển cả người đầy mồ hôi lạnh cơ thể căng cứng và trái tim đập loạn dần dần ổn định lại khương cách xòe bàn tay một chiếc răng nanh lặng lẽ nằm trong lòng bàn tay trắng bệt của cô đây là răng nanh của báo hoa mai khương cách khẽ hắn giọng cô nhắm mắt lại đặt chiếc răng nanh lên tim các bạn đang nghe trên kênh nhà đọc truyện. Chương 4 Quý tranh dùng phòng dành cho khách, phòng ngủ của Khương Cách nằm sát bên cạnh. Phòng của anh có ban công, từ cửa sổ sát đất có thể nhìn thấy cảnh đêm trên đảo Đồng Sa. Căn phòng được trang trí đơn giản, đầy đủ tiện nghi, gọn gàng sạch sẽ. Quý tranh không mang theo quá nhiều đồ đạc, làm lính nhiều năm, anh đã quen với việc sống đơn giản, chỉ cần một túi du lịch thôi là đủ để đựng hành lý mang theo đồ dùng vệ sinh quần áo sạch ngoài ra còn có vài quyển sách tâm lý học sắp xếp đồ đạc xong quý tranh vào phòng tắm sau khi tắm rửa sạch sẽ quý tranh cầm một quyển sách lên định đọc lại chợt nhớ ra mình chưa trả lời tin nhắn của lâm dữ bách lấy điện thoại ra khung tin nhắn với lâm dữ bách vẫn còn dừng ở tin nhắn kia quý tranh không hẳn là yêu thích khương cách anh chỉ biết đến cô mà thôi mặc dù quanh năm suốt tháng sống trong quân đội nhưng anh cũng sẽ nhìn thấy vài bộ phim truyền hình và điện ảnh có cô đóng ấn tượng về cô chỉ dừng lại ở mức một nữ minh tinh xinh đẹp cho đến khi thực sự tiếp xúc anh mới phát hiện ra khương cách ngoài đời sinh động và chân thật hơn nhiều so với trong phim nhất là sự việc tại quán bar hôm nay nghĩ tới đây quý tranh lại nhớ đến ánh mắt kiên định của cô khi nói chuyện cô không phải người dịu dàng nhưng nếu ở bên cạnh cô sẽ phát hiện cô có một trái tim rất mềm mại chỉ là có gì đó đang đè nặng lên tâm trí cô khiến cô trở nên sắc bén mà nhạy cảm bất tri bất giác suy nghĩ quá nhiều quý tranh trả lời tin nhắn quý tranh không phải chỉ là tìm bừa việc gì đó để làm thôi sau khi lâm dữ bách rời khỏi đại viện quân đội quý tranh rất thường xuyên nói chuyện với ông nội của lâm dữ bách khác với đám con nhà giàu như lâm dữ bách quý tranh có xuất thân tốt sau khi tốt nghiệp trường quân đội thì lập tức được tuyển vào đại đội lính đặc công anh là lính đặc công xuất sắc nhất trong đội từng tham gia vô số nhiệm vụ giữ gìn hòa bình và phòng chống ma túy lập vô số chiến công hiện tại mang quân hàm trung tá tương lai rộng mở quý tranh khác hẳn bọn con nhà giàu như lâm giữ bách bọn họ nhờ hào quang của trưởng bối nên mới sáng chói còn quý tranh tự bản thân anh đã sáng chói lúc trước lâm giữ bách nghe ông mình nói nửa năm trước quý tranh rời quân đội về nam thành vốn dĩ anh ta muốn đi gặp quý tranh nhưng lại bị ông nội ngăn cản nửa năm trước quý tranh xảy ra chuyện trong lúc làm nhiệm vụ lần này anh về nam thành để nghỉ ngơi ông nội bảo anh ta đừng đi quấy rầy quý tranh lâm giữ bách a a à, a à, chuyện hôm nay em đã nghe kể rồi thằng nhóc bạch tông quân ghen tuông nên mới gây sự với anh sau này nó mà dám làm phiền anh nữa nếu anh ngại xử lý thì để em giải quyết nó. Quý Tranh, cậu ta và Khương Cách là người yêu à? Lâm Dữ Bách, không phải, Bạch Tông Quân một tháng đổi bạn giường ba lần, Khương Cách cũng không phải hạng người tốt đẹp gì. Đừng nhìn bộ dạng thanh cao của cô ta, scandal quy tắc ngầm của cô ta đầy rẫy. Cô ta vào nghề năm 18 tuổi, còn chưa học xong cấp 3, không qua đào tạo chuyên nghiệp, có thể leo lên vị trí hiện tại, chắc chắn đã làm không ít việc bẩn thỉu. Chắc anh cũng không thể nào thích cô ta đâu, thân phận không xứng, ông nội quý cũng sẽ không chấp nhận. Tin nhắn của Lâm Dữ Bách rõ ràng là có ý ngầm khuyên can. Thương Trách là ai? Là người tình trong mộng số một trong lòng cánh đàn ông, vẻ ngoài xinh đẹp, dáng người hoàn hảo, tính tình vừa lạnh lùng vừa có phần dụ hoặc. Cô ta còn dám mập mờ với loại đàn ông trăng hoa như Bạch Tông Quân huống chi là một quân nhân quanh năm ở trong quân đội không hiểu mấy chuyện quy tắc ngầm như quý tranh bên nhau sớm chiều nói không chừng lửa gần rơm lâu ngày cũng bén ngộ nhỡ không cẩn thận lại xảy ra chuyện xem như lần này anh ta tiêm một liều dự phòng cho quý tranh đương nhiên quý tranh hiểu ý lâm giữ bách anh sẽ không làm vệ sĩ cho khương cách quá lâu xác suất xảy ra chuyện này không cao nhưng anh cũng không giải thích chỉ nói cảm ơn sau khi quyết định làm vệ sĩ cho Khương Cách, Quý tranh đọc vài bài viết liên quan đến phan cuồng. Tên phan cuồng của Khương Cách có trình độ cao hơn hẳn phan cuồng bình thường, hắn ta có thể phá giải hệ thống an ninh trong nhà, cũng biết rõ lịch trình của Khương Cách. Hắn ta sẽ đợi đến lúc Khương Cách không có nhà rồi vào nhà cô tắm rửa. Ăn uống, trước khi đi còn để lại mấy hình ảnh tục tiểu trên gương trong phòng tắm. Trước mắt, hắn ta chỉ xuất hiện vào những lúc Khương Cách không có nhà nhưng không thể lơ là cảnh giác, nói không chừng sau này hắn ta sẽ càng bạo dạn hơn, dám xuất hiện lúc Khương Cách có nhà, gây tổn thương cho cô. Hệ thống an ninh mới của căn hộ này chưa chắc đã an toàn, Quý Tranh vẫn không thể thả lỏng được. Nhưng anh đã quen với trạng thái cảnh giác cao độ, những đợt huấn luyện quanh năm giúp anh có thể thả lỏng cơ thể trong những tình huống căng thẳng như thế này. 6 giờ sáng, Quý Tranh tỉnh dậy, sau khi tập thể dục, anh tắm rửa sạch sẽ trong lúc đang lau tóc, tiểu bàn gọi điện thoại tới. Quý tranh chưa mặc quần áo, chỉ quấn khăn tắm quanh eo. Thân hình anh cao lớn nhưng không vạm vỡ quá mức. Vai rộng eo hẹp, đường công căng tràn sức mạnh, không một phần dư thừa. Trong lúc nghe điện thoại, trên tay anh vẫn đang cầm khăn lau tóc. Hơi nước lượn lờ, mỗi động tác của anh đều toát lên hơi thở nam tính. Sáng sớm hôm nay Khương Cách có một cảnh quay lúc bình minh, vì thế nên bọn họ phải đến trường quay trước khi mặt trời mọc. Lý Nam và Tiểu Bàn đang trên đường đến. Sợ Khương Cách dậy muộn, Tiểu Bàn gọi điện thoại trước cho Quý Tranh, nhờ anh đánh thức Khương Cách để tiết kiệm thời gian. Thu xếp chuyện này xong, Tiểu Bàn nhắc nhở, anh Tranh, lúc anh gọi Khương Gia dậy thì gõ cửa nhẹ thôi nhé, gần đây mỗi khi thức dậy chị ấy thường rất cắt cổng. Quý Tranh nghe vậy thì hỏi, trước đây có như thế không? từ trước đến giờ luôn như thế ạ à. nhưng không quá nghiêm trọng tiểu bàng nói nhưng dạo này khương gia rất nhạy cảm lúc thức dậy cũng gắt gỏng hơn quý tranh bắt đầu từ khi nào thế tiểu bàng trả lời khoảng nửa năm qua sau khi có phan Cuồng đột nhập vào nhà nhưng có vẻ như khương gia không sợ hắn ta vẫn không chịu thuê vệ sĩ bọn em lo lắm sau khi anh tranh đến bọn em mới yên tâm hơn sau khi tiểu bàn cúp máy, quý tranh kéo khăn tắm xuống, mặc quần áo vào. Sau khi ăn mặc tương tất, anh chuẩn bị bước ra ngoài. Trước khi rời đi, anh lại nhìn thấy quyển sách đặt trên bàn làm việc. Quyển sách ấy có liên quan đến trạng thái hưng cảm và tinh thần nhạy cảm. Hưng cảm hay mania là một tâm trạng hứng khởi cao bất thường hoặc dễ bị kích thích, cáu kỉnh. Đôi môi mỏng miếng chặt lại thành một đường. Quý tranh quay người rời khỏi phòng ngủ phòng của khương cách nằm ngay bên cạnh sau khi ra ngoài quý tranh gõ nhẹ hai tiếng lên cửa phòng khương cách cánh cửa gỗ dày nặng vô cùng an toàn chỉ một lát sau bên trong vang lên giọng nói khàn khàn của cô lạnh thấu xương như nước sông băng ai quý tranh cảm nhận được sự sắc bén và căng thẳng trong giọng nói của cô anh hạ tay xuống tất giọng dịu dàng là tôi quý tranh đến giờ dậy rồi phòng ngủ lại rơi vào tĩnh lặng chỉ chốc lát sau khương cách lên tiếng đáp lại tựa như đã trút bỏ hết lớp gai trên mình giọng nói cô trở nên nhẹ nhàng mà mềm mại như lông vũ còn mang theo chút trầm khàn vì vừa tỉnh giấc có chút ngoan ngoãn biết rồi quý tranh rủ mắt cúi đầu bật cười trong phòng ngủ sáng đèn khương cách cái chạm tay bất ngờ ấy khiến cả người khương cách căng cứng giữa hai đầu lông mày thoáng chốc tụ đầy mây đen khương cách mở bừng mắt đôi mắt hoa đào sắc bén như dao. Thấy cô tỉnh dậy, quý tranh thu tay về, trong lòng bàn tay còn lưu lại xúc cảm mềm mịn mà ấm áp từ cầm cô, anh ấy nấy mỉm cười, nói, xin lỗi, tôi chỉ sợ ống hút chọc vào cầm cô. Sau khi thấy rõ người vừa chạm vào cô là quý tranh, cơn tức giận trong mắt khương cách mới tan đi. Trong lúc quý tranh giải thích, cô ngẩn ngơ nhìn anh. Nghĩ rằng Khương Cách vẫn chưa tỉnh hẳn, Quý tranh chỉ ly sữa đậu nành nói, còn uống nữa không? Nhiệt độ và vết chai thô ráp trên tay anh khiến đáy lòng Khương Cách khẽ rụt rịch, cô hoàng hồn lại, chớp chớp mắt nói, không uống nữa. Quý tranh cầm cái ly đặt sang một bên. Bên ngoài phòng nghỉ, đoàn làm phim đang bận rộn quay một bộ phim của đạo diễn khác, tiếng người và tiếng bước chân ồn ào hỗn loạn, vô cùng rõ ràng. Khương Cách hít vào một hơi thật sâu, đôi mắt đang khép hờ lại mở ra hơi thở sâu khiến đôi mắt cô dâng lên một tầng hơi nước, như non xanh nước biết ẩn hiện giữa màn mưa bụi giang nam. Quý tranh nhìn vào mắt cô, hỏi, ngủ không ngon sao? Bên cạnh có máy sưởi, trên người còn mặc áo lông, cả người khương cách chìm trong ấm áp, cô lên tiếng, giọng nói có phần biến nhát. Ừm. Quý tranh nhớ đến cuộc gọi sáng nay với tiểu bàn, hỏi, là vì phan cuồng à? Ánh mắt khương cách hướng ra ngoài cửa sổ, cô liếc mắt nhìn quý tranh anh đang ngồi cạnh cô vì cô thấp hơn nên anh hơi nghiêng người về phía trước nhưng lại lịch sự giữ một khoảng cách khương cách có thể ngửi thấy mùi bạc hà thanh mát trên người anh khương cách khẽ gật đầu nói phải quý tranh không tiếp xúc nhiều với nữ giới nhưng anh cũng biết khương cách khác với những cô gái khác cô không yếu đuối không sợ sệt cô có lớp vỏ ngoài cứng rắn gai góc nhưng dù như thế khi đối mặt với một người khác phái có thể lực mạnh hơn cô còn có thể gây tổn thương cho cô chắc chắn cô cũng sẽ sợ hãi cô có sợ hay không là một chuyện có thể hiện ra ngoài hay không lại là một chuyện khác là vệ sĩ của cô anh có nhiệm vụ làm cô yên tâm nghĩ đến đây quý tranh nói đừng lo tôi sẽ bảo vệ cô an toàn quả thực quý tranh có thể bảo vệ cô an toàn anh đem lại cho cô cảm giác an toàn mà cô cũng hoàn toàn tin tưởng vào anh. Vì thế nên mặc dù gặp ác mộng, nhưng tối qua cô đã có được giấc ngủ yên bình nhất trong vòng một năm nay. Bên ngoài, phó đạo diễn đến thông báo, Lam Đại đã chuẩn bị xong, mời Khương Tiểu Thư chuẩn bị quay. Khương Cách không trả lời, Quý Tranh đứng dậy, anh là vệ sĩ của Khương Cách, trong lúc Khương Cách quay phim, anh cũng phải ở bên cạnh cô. Tiểu bàn không có ở đây. Quý Tranh cầm áo lông giúp Khương Cách, Lúc anh duỗi tay sang, Khương Cách ngước mắt nhìn anh. Dưới ánh đèn, đôi mắt hoa đào của cô trong veo mà sáng ngời. Cô hỏi, "A Tranh, anh có thể bảo vệ tôi bao lâu?" Quý Tranh sững người. Chương 5. Quý Tranh chưa từng nghĩ đến việc mình sẽ làm vệ sĩ cho Khương Cách trong bao lâu. Có lẽ sau một thời gian, mắt của anh sẽ tốt lên, anh sẽ lập tức trở về đơn vị, cũng có lẽ mắt của anh sẽ không bao giờ hồi phục anh sẽ chuyển nghề. Nhưng sau khi chuyển nghề anh sẽ không làm vệ sĩ, có lẽ anh sẽ tiếp tục đi học, anh cũng không biết mình có thể làm vệ sĩ cho Khương Cách đến khi nào. Quý Tranh không trả lời, Khương Cách cũng không nói gì tiếp, cô đứng dậy rời đi. Lúc Khương Cách ra ngoài, Lam Đại đang thảo luận với đạo diễn về cảnh quay, thấy Khương Cách mặt mày xa sầm, Lam Đại cười cười, xin lỗi, để cô phải đợi lâu rồi. Khương Cách không ngẩng đầu, lạnh lùng nói, biết mình có lỗi thì lát nữa bớt nờ dê vài lần đi. Nờ dê no gút cảnh quay hỏng. Lam Đại là tiểu sinh lưu lượng, xuất thân từ nhóm nhạc thần tượng, nhờ khuôn mặt đẹp trai hơn hoa mà anh ta nhận được rất nhiều fan hâm mộ. Anh ta là người điển trai và nổi tiếng nhất trong nhóm, tuy nhiên anh ta cũng là người không có chí tiến thủ nhất. Sau khi chuyển sang làm diễn viên, anh ta chỉ biết chân diện, hoàn toàn không quan tâm đến việc rèn luyện diễn xuất gần như lần nào anh ta đóng cùng với Khương Cách cũng bị nờ dê. Bị dẻo cực một cách thẳng thường như thế, Lam Đại mất sạch mặt mũi. Nhưng anh ta không thể nào phản bác lại lời của Khương Cách. Khương Cách là bá chủ của cả đoàn phim, quả thật diễn xuất của cô rất tốt. Phim trường được dọn sạch để chuẩn bị cho cảnh quay. Khương Cách và Lam Đại đã vào vị trí, hai người đứng trong con hẻm nhỏ giữa màn mưa bụi. Theo kịch bản, nam nữ chính vừa tham dự một hội nghị nam chính đã biết rõ thân phận của nữ chính khúc mắt duy nhất giữa hai người đã biến mất dưới cơn mưa bụi trong hẻm nhỏ hai người xác định mối quan hệ tình cảm bầu trời trước lúc bình minh tối đen như mực trong tay nam chính cầm ngọn đèn dầu tiễn nữ chính trở về màn đêm se se lạnh hai người thảo luận về hội nghị vừa rồi nữ chính vừa dứt lời nam chính quay đầu nhìn về chân trời phía đông Hiện tại đang là 6 giờ rưỡi sáng, mặt trời sắp mọc, đường chân trời như một dải lụa đỏ phát sáng. Nam chính nói, "Nhìn kìa, trời sắp sáng rồi." Nữ chính quay đầu, nói, "Đúng vậy, thật là đẹp biết bao." Nam chính, đạo diễn, cắt. Khương Cách thoát khỏi vai diễn, Lam Đại cầm ngọn đèn dầu. Nói với đạo diễn, "Xin lỗi đạo diễn, tôi quên lời thoại, làm lại lần nữa đi." Đây là một cảnh quay dài nếu quên lời thoại chỉ có thể làm lại từ đầu đạo diễn không còn cách nào khác chỉ đành phất tay bảo quay lại nhưng rõ ràng lam đại chưa học thuộc đoạn lời thoại này khoảng thời gian sau đó anh ta bị vấp hai lần liên tiếp đều là vì quên lời thoại mặt trời đã sắp mọc nếu như hôm nay không quay xong phân cảnh này ngày mai phải quay lại vào lúc sáng sớm mọi người trong đoàn làm phim dần trở nên bất mãn cho tới lúc phải quay lại đến lần thứ năm khương cách đọc lời thoại xong đưa mắt nhìn Lam Đại đang thất thần trước mặt, anh ta lại quên lời. Đạo diễn hô cắt, Lam Đại tức tối quay đầu, vừa định xin lỗi đạo diễn thì lại cảm thấy cổ áo bị nắm chặt. Anh ta còn chưa kịp phản ứng, cả trường quay đã vang lên tiếng kêu thẳng thốt. Lam Đại bị nắm cổ áo, tấn lên bức tường lạnh lẽo ẩm ướt. Sự dịu dàng khi quay phim đã hoàn toàn biến mất, ánh mắt khương cách lạnh giá. Giữa hai đầu lông mày hiện rõ cơn giận dữ cô nắm chặt cổ áo của lam đại giọng nói như phát ra từ hầm băng không muốn diễn thì cút khả năng diễn xuất của lam đại quả thật là kém nhưng vừa rồi có hai lần anh ta rõ ràng là cố ý khương cách xinh đẹp nhưng tính tình lại lạnh lùng xa cách chỉ có lúc quay phim anh ta mới được chứng kiến cô dịu dàng e lệ nói thích anh ta đàn ông luôn có khát vọng chinh phục như thế bị khương cách nắm cổ áo nhưng có mọi người xung quanh chứng kiến Lam Đại cũng không sợ Khương Cách động tay động chân với anh ta. Cô vừa mới đánh giảng Nghiên. Nếu lại đánh anh ta, tim đồng hống hách đánh người sẽ bị phanh phui, lúc đó chắc chắn sẽ gây ảnh hưởng đến danh tiếng của cô. Nhóm trợ lý đã chạy đến kéo Lam Đại ra, Khương Cách lạnh lùng đứng đối diện, Lam Đại vừa sửa sang quần áo vừa nói với cô, "Quên lời thoại là lỗi của tôi, tôi xin lỗi, nhưng cô cũng không thể nào ra tay đánh người được." Khương Cách cười lạnh, Tiểu bàn và Lý Nam bên cạnh đã sợ đến mức trung lẫy bẫy, luôn miệng nhắc nhở, Khương gia, Khương gia, Khương cách không đánh Lam Đại, cô chỉ lạnh nhạt nhìn anh ta, nói, người đại diện của anh đang thảo luận với truyền thông nhĩ gia, nếu như anh còn dám tiếp tục diễn xuất như thế này nữa, tôi cũng dám khiến anh không bao giờ ký được hợp đồng. Lam Đại muốn kiếm tiền dựa vào nghề diễn viên. Dự định hủy hợp đồng với công ty cũ, gần đây anh ta đang có ý định rời khỏi nhóm, muốn đầu quân cho truyền thông nhĩ gia. Lần này anh ta được đóng chung với Khương Cách cũng coi như là cành ô liu truyền thông nhĩ gia ném cho anh ta. Truyền thông nhĩ gia là công ty truyền thông lớn nhất cả nước hiện nay, muốn hủy hợp đồng với công ty cũ trong êm đẹp thì chỉ có thể đầu quân vào những công ty lớn như thế. Mà lời Khương Cách nói cũng hoàn toàn không phải là dọa dẫm, bởi vì ai ai cũng biết, Thái tử Bạch Tông Quân của truyền thông nhĩ gia có quan hệ thân thiết với Khương Cách. Lam Đại lập tức cục đuôi, vội vàng cúi người xin lỗi nhân viên của đoàn phim, quay lại một lần nữa, lần này lập tức đạt. Cảnh quay mặt trời mọc đã xong, sau khi nghỉ ngơi một lát, Khương Cách bắt đầu quay cảnh hành động. Gián người của Khương Cách vô cùng thích hợp để quay những pha võ thuật, khung xương của cô thon gầy nhỏ nhắn, khoác trên người bộ vét đen, tóc đen môi đỏ, động tác dứt khoát mà đầy khí phách. Khương Cách có rất nhiều cảnh hành động, đa phần là đánh nhau với diễn viên võ thuật nắng vàng lấp ló nơi chân trời buổi sáng mùa đông nam thành mát lạnh ánh ban mai chiếu lên khuôn mặt khương cách khiến cô trông hơi nhợt nhạt tia nắng hắt lên cơ thể mảnh khảnh của cô gọt ra một cái bóng mạnh mẽ sắc bén trên mặt đất trong lúc khương cách quay phim quý tranh ngồi bên cạnh quan sát những cảnh hành động tốn nhiều thể lực hơn cảnh quay bình thường bữa sáng của khương cách chỉ có một hộp xa lát và nửa ly sữa đậu nành vậy mà trong một tiếng quay phim cô chỉ nghỉ ngơi hai lần đợi đến lúc Khương Cách đi quay phim. Quý Tranh nhìn diễn viên võ thuật đóng thế nam chính, hỏi Lý Nam, động tác ban nảy của Khương Cách còn khó hơn động tác hiện tại của nam chính, tại sao lại không dùng diễn viên đóng thế? Trên phim trường đang quay, Lam Đại vẫn đang đợi đến lượt diễn, sau khi diễn viên đóng thế diễn xong, anh ta phải quay vài cảnh đánh nhau cận mặt. Lý Nam đưa mắt nhìn phim trường, cười nói, Khương gia xưa nay không bao giờ dùng diễn viên đóng thế. Mấy nữ diễn viên nổi tiếng khác hầu như đều lăng xê nói mình chuyên nghiệp, rêu rao đầy trên mặt báo. Khương gia cũng vậy, nhưng Khương gia chuyên nghiệp thật, còn bọn họ đều giả vờ giả vịt. Như cái cô tiểu hoa mới nổi Khang Kiều đấy, quay một bộ phim mà phải dùng 7-8 diễn viên đóng thế, cuối cùng vẫn phải dùng kỹ xảo. Diễn viên đóng thế xuất thân chuyên nghiệp. Vóc người rắn chắc, động tác mạnh mẽ, quý tranh nhìn Khương Cách đánh nhau với diễn viên đóng thế, hỏi có lần nào bị thương không lý nam nói tất nhiên là có khương gia đã vào nghề lâu năm như vậy trên người có rất nhiều vết thương lớn nhỏ nghiêm trọng nhất là lần ngã từ trên lưng ngựa xuống nứt cả xương bàn chân nhắc lại lần đó lý nam vẫn thấy rùng mình động tác vừa rồi của khương cách có phần nguy hiểm diễn viên võ thuật chuyên nghiệp cũng không thể tránh khỏi việc bị thương huống chi là khương cách quý tranh dời mắt hỏi anh không định khuyên cô ấy dùng diễn viên đóng thế à? Anh nghĩ Khương gia chịu nghe lời khuyên à? Lý Nam thở dài, Quý Tranh mới đến nên vẫn chưa hiểu rõ Khương cách, anh ta nói với Quý Tranh, Khương gia đối xử rất tàn nhẫn với bản thân. Kỳ thật đôi khi cô ấy không cần cố gắng đến mức đó, nhưng cô ấy chỉ muốn dựa vào quy tắc của mình, phải đạt đến trình độ bản thân yêu cầu. Giống như bị ám ảnh cưỡng chế vậy, Lý Nam còn chưa kịp dứt lời chỉ cảm thấy một cơn gió lạnh bỗng thổi vụt qua bên người, đến lúc hoàng hồn lại, quý tranh đã ôm lấy Khương Cách, suýt chút nữa thì cô đã ngã xuống đất. Khương Cách bị ngã, Lý Nam giật nảy mình, vội vàng chạy tới, Khương gia. Vừa rồi sau khi thực hiện xong động tác, cơ bắp Khương Cách bỗng đau nhất. Cô không khống chế được cơ thể, ngã về phía sau, nhưng chưa kịp ngã đã được ôm lấy. Mùi hương bạc hà quen thuộc, vòng tay mạnh mẽ, trong mê mang, Khương Cách nghe thấy giọng nói trầm thấp dịu dàng của anh, "Sao thế?" Nép vào lòng Quý Tranh, Khương Cách khẽ nhíu mày, giọng rất nhẹ, "Không sao, cơ bắp hơi nhức thôi." Mọi người xung quanh vây lại, Lam Đại sốt sắng hỏi, "Có cần gọi bác sĩ không?" "Không cần." Khương Cách trả lời, sau đó định đứng dậy. Nhưng chưa kịp đứng, cơ thể cô đã bị nhấc bổng lên, trái tim Khương Cách hẩn một nhịp, đến lúc Hoàng Hồn cô đã được quý tranh bế phốc lên đường cong quai hàm của anh thật hoàn mỹ anh rủ mắt hàng lông mi ánh lên dưới nắng mặt trời trong lúc được quý tranh bế vì động tác của anh mà hai chân khương cách đá phải một người xin lỗi lỡ chân đá trúng anh cô lam đại bị khương cách đá một cú thì lập tức sa sầm mặt mày nhưng anh ta không dám làm gì khương cách bèn trút tất cả tức giận cả sáng nay lên người quý tranh Lam Đại vừa định nổi đóa thì cảm thấy một ánh mắt lạnh như băng chiếu đến từ trong lòng ngực Quý Tranh. Khương Cách nói, chẳng phải đã xin lỗi rồi sao? Lời mắng chửi vừa dâng đến miệng lại bị nuốt trở về, Lam Đại tức tối nói, được rồi được rồi. Quý Tranh bế Khương Cách vào phòng nghỉ. Bác sĩ của đoàn làm phim đến kiểm tra, không có vấn đề gì, chỉ bảo Khương Cách chú ý, dù sao cũng đang trong kỳ kinh nguyệt. Mọi người trong phòng nghỉ đều đã ra ngoài khương cách nằm trên ghế dựa liếc mắt nhìn quý tranh đang ngồi bên cạnh nói lúc nãy anh cố ý cô đang chỉ việc quý tranh để cô đá lam đại sau khi trở về phòng nghỉ sắc mặt khương cách đã tốt hơn một chút quý tranh cười cười từ anh ta không chuyên nghiệp người mạnh mẽ có cách trả thù mạnh mẽ người dịu dàng cũng có thủ đoạn trả thù dịu dàng nhưng kết quả đều khiến cô vô cùng sảng khoái khuôn mặt khương cách vùi trong lớp lông trên cổ áo trái tim bỗng ấm lên. Sau khi hai người dứt lời, tiểu bàn bưng ly đến, khương gia khương gia, uống chút đồ nóng nhé. Mở nắp ly ra, mùi hương trà gừng đường đỏ lan tỏa, khương cách không nhận lấy, nói, đổi thành nước nóng đi. Khương cách có yêu cầu vô cùng nghiêm ngặt với chế độ ăn uống của bản thân như bị ám ảnh cưỡng chế, cô ăn rất ít, mùi vị rất nhạt và đơn giản, hơn nữa còn kiên đường, chỉ uống khoảng 50 dê đường đỏ trong ngày đầu tiên tới tháng nghĩ đến việc buổi sáng cô phải hít gió lạnh. Còn suýt chút nữa thì ngất xỉu, tiểu bàn không đành lòng, khương gia, sáng nay chị vận động nhiều như vậy, uống chút trà gừng đường đỏ cũng không sao đâu mà, khương cách nhíu mày, tiểu bàn lạnh tóc gáy, không đợi khương cách lên tiếng, quý tranh đã cười nói, đổi thành nước nóng đi. Có quý tranh giải vây, tiểu bàn nghe theo rồi vội vàng đứng dậy đi lấy nước nóng cho khương cách. Sau khi tiểu bàn rời đi, bụng khương cách lại quặn đau, Trước khi nhắm mắt lại, cô bắt gặp Quý Tranh đang nhìn mình. Khương Cách nghiêng đầu nhìn thẳng vào mắt anh, khóe môi anh cong lên, hỏi, tại sao cô lại khắc khe với bản thân thế? Đây là yêu cầu của bản thân Khương Cách, những người khác làm việc dựa trên quy tắc ngầm đã được lập ra từ trước, Khương Cách lại làm việc dựa trên quy tắc mà bản thân đề ra. Cô không tin vào quy tắc của người khác, chỉ tin vào chính mình, tựa như đang tự nhốt mình trong thế giới riêng biệt. Khương Cách liếc mắt nhìn Quý Tranh, sau đó lại dời mắt đi, nói: "Muốn kiếm tiền, muốn nổi tiếng, muốn đứng đầu trong cái giới này, thế nên phải lợi hại hơn bọn họ, tôi không còn nào cách khác." Ánh mắt anh hơi sững lại, Quý Tranh nhớ đến những lời của Lâm Dữ Bách. Cách cách. Giữa không gian yên tĩnh bỗng có tiếng người gọi từ bên ngoài. Chỉ chốc lát sau, cửa phòng đã bị đẩy ra, Bạch Tông Quân bước vào. Trên mặt anh ta treo nụ cười vừa nhìn thấy quý tranh ngồi cạnh khương cách nụ cười trên mặt bạch tông quân tắt vụt cảm ơn các bạn đã nghe hết video này đừng quên nhấn nút like và nút đăng ký theo dõi kênh nhà đọc truyện để nghe những video mới nhất nhé